các bạn nhỏ. Hôm nay chị Kim xin lại mang đến cho các em một bức tranh cát nè. Và chị sẽ tô bức tranh cát này, đó chính là chú vịt Donald đang ngồi viết nè. Rồi, chị Kim xin đã tìm rất lâu mới mua được bức tranh cát này đó. Và sẽ bắt tay ngay vào việc tô màu tranh cát cho các bạn nhỏ coi nhé. Đầu tiên là chị sẽ tô cái tóc ở phía sau của chú vịt Donald màu đen nha. Chúng ta sẽ tô cái nón của chú vịt Donald. Cái nón thì chị Kim Sinh sẽ tô màu xanh dương giống như là chú vịt Donald trong mô hình nhé. Màu xanh dương. Và bây giờ chúng ta sẽ tô cái phần chân nón nha. Cũng màu xanh dương luôn. Và khi các em tô màu xanh dương như vậy thì sẽ mất cái đường phân cách giữa trắng để tô lên. Rồi, tiếp theo là sẽ tô mắt của vịt Donald. Mắt thì chúng ta sẽ tô màu đen. Rồi hai tròng mắt thì sẽ tô màu trắng. Đẹp nổi bật nha. Khi các bạn nhỏ tô xong thì chị sẽ dùng tăm để kẻ một đường quanh cái mắt của vịt Donald. Các bạn nhỏ biết làm như vậy để làm gì không nè? Đó chính là chúng ta sẽ kẻ đường phân cách. Và khi mà chúng ta kẻ xong mắt thì lát nữa tô cái đầu của vịt Donald màu trắng, nó sẽ không bị hòa lẫn giữa cái mắt và cái đầu nha. Rồi kẻ cho cái cát màu đen lên để nó kẻ cái đường này trước. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua tô cái đầu luôn. Trắng lúc này lột ra nó sẽ có một cái đường màu đen rồi, không sợ hòa lẫn giữa mắt và đầu nữa nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ kẻ cái phần chân mày của vịt Donald. Vì lúc nãy chúng ta tô màu trắng lên mà nó đã bị mất cái phần chân mày rồi, và sẽ dùng tăm để vẽ lại hai cái chân mày cho vịt Donald nhé. Dùng cát màu đen. Vậy là chúng ta lại có thêm hai cái chân mày cho vịt Donald thôi. Bây giờ chị Kim xin sẽ tô cái phần mỏ vịt nha. Khi các em bóc ra là những cái đường kẻ nó đã mất hết rồi. Và khi các em tô cát xong thì chúng ta sẽ dùng tăm để vẽ lại chân vịt giống như là trong bức tranh ha. Đó, giống như cái mỏ này nó đã mất những cái đường kẻ rồi. Và dùng tăm để kẻ lại. Đó, cũng rất là đơn giản thôi. Trùng màu với cái nón.
cây bút. Những cái chi tiết nhỏ nhỏ mà các em không dùng tâm để khải lên mà các em dùng tay thì nó rất là khó. Chị Trinh xin khải bằng tâm mà cũng đã thấy nó rất là khó rồi nè. Đó, cái bút chị Trinh xin đã tô màu đỏ. Và chúng ta chuyển qua tô phần tay áo nha. Phần tay áo cũng sẽ tô màu xanh dương nhé. Nhưng mà khi các em bóc lớp này ra và bỏ cát màu xanh dương lên thì nó sẽ mất cái đường ngăn cách giữa tay áo và cái thanh áo. Chính vì thế chúng ta sẽ dùng tâm để vẽ lại. Dùng tâm vẽ lại là nó sẽ lại có cái đường phân cách thôi. Bây giờ là tô cái cổ tay áo nha. Chúng ta sẽ sử dụng hai màu xanh và màu trắng để hoàn thành cái việc tô cát lên cái cổ tay áo của mình hôm nay ha. Chị Kim biết với nha. Còn bây giờ chị Kim xin chào tạm biệt các em.